Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với điểm tin Kbiz vào mỗi buổi tối trên Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức của các sao Hàn. Ngày hôm nay có những thông tin gì nổi bật, chúng ta cùng điểm qua ngay sau đây. Rose phát âm tiếng Việt cực chuẩn, Jennie thả thính sẽ sớm đến Việt Nam. Biên đạo nhảy của Blackpink chính thức lên tiếng sau những lời chê bai về vũ đạo của nhóm. Nhà cố nghệ sĩ Guhara bị trộm đột nhập, lấy tài sản và tài liệu mật. Suga của BTS bị đau nhưng vẫn biểu diễn hết mình khiến fan xúc động. Và sau đây là nội dung chi tiết. Rose phát âm tiếng Việt cực chuẩn, Jennie thả thính sẽ sớm đến Việt Nam. Mới đây, người hâm mộ tại Việt Nam đã chia sẻ video về cuộc trò chuyện của Blackpink trong buổi fanshare online. Tại đây, bốn cô nàng hắc hường khiến mọi người hâm mộ thích thú khi gửi lời chào đến Blink Việt Nam. Rose, Lisa nói xin chào Việt Nam và phát âm cực chuẩn. Trong đó, ở cuộc trò chuyện mới với người hâm mộ, Jennie cũng có chia sẻ đáng chú ý khi mà thả thính về việc sẽ đến Việt Nam trong một ngày không xa. Cụ thể khi một fan nói, không biết các cậu sẽ đến Việt Nam vào một ngày nào đó chứ? Jennie, đương nhiên rồi, khi mọi việc ổn hơn, mình nhất định sẽ đến Việt Nam một ngày nào đó nha. Chia sẻ của Jennie nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Dù mới chỉ là một lời hứa hẹn, thế nhưng đông đảo Blink không khỏi trông chờ ngày mà bốn cô gái đặt chân đến Việt Nam du lịch. Hay dự sự kiện, hay là một buổi concert. Debut 4 năm chưa từng có cơ hội đến Việt Nam, nhưng các cô gái luôn dành nhiều tình cảm cho fan tại đây. Trước đó, trong một số buổi fanshare, phỏng vấn, Blackpink từng nhiều lần chia sẻ một nền đất nước hình chữ S để trình diễn và gặp gỡ fan. Đặc biệt, Rose còn được nhiều fan gọi là con dâu Việt khi mà có thể phát âm tiếng Việt khá chuẩn và bản thân cô nàng cũng mê mẩn nhiều món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở. Cách đây không lâu, trong một buổi fanshare online khác, Blackpink cũng từng khiến fan rụng tim khi mà cố gắng nói tiếng Việt qua một số câu như em yêu anh, cưới em nhé, yêu các cậu nhiều lắm, vân vân. Với việc tích cực thả thính trong thời gian qua, Blackpink khiến người hâm mộ hết sức trông chờ vào ngày mà các cô gái đến Việt Nam. Dù chưa biết đó là ngày nào, nhưng Blink vẫn rất hạnh phúc khi mà hắc hường dành nhiều tình cảm cho fan Việt đến thế. Biên đạo nhảy của Blackpink chính thức lên tiếng sau những lời chê bai về vũ đạo của nhóm. Cộng đồng fan K-pop, đặc biệt là người hâm mộ của Blackpink không còn xa lạ gì với biên đạo Kiel Tutin, người thường xuyên dựng vũ đạo cho nhóm nữ nhà YG. Khi Blackpink comeback với album The Album, biên đạo nổi tiếng này cũng tham gia thiết kế bài nhảy của hai ca khúc là Pretty Savage và Love Sugar. Thế nhưng vũ đạo của Love Sugar và Pretty Savage bị nhiều người cho rằng có động tác bị xào nấu từ vũ đạo cũ của Blackpink và các nhóm nhạc khác. Kết quả là một số fan quá khích đã ném đá Kiel Tutin hết lời, đến mức nhà biên đạo phải chính thức lên tiếng. Qua phần story của Instagram, Kiel Tutin kể là bản thân nhận được vô số bình luận ác ý, lời dọa giết, thậm chí có những bài đăng bị chỉnh sửa với cáo buộc anh là kẻ phân biệt chủng tộc. Từ đây, Kiel Tutin còn tiết lộ về vai trò của mình trong việc dựng vũ đạo. Kiel Tutin cho biết, anh chỉ dựng 20% vì vũ đạo các công ty K-pop thường liên hệ với nhiều biên đạo nhảy khác nhau. Họ cũng có các biên đạo trực thuộc công ty, những người này tiếp nhận vũ đạo được dàn dựng bởi các biên đạo được thuê ngoài, kết hợp với nhiều yếu tố khác để tạo nên điệu nhảy hoàn chỉnh. Sau khi Kiel Tutin chính thức lên tiếng về tranh cãi vũ đạo mà anh dàn dựng cho Blackpink, nhiều người đã gửi lời động viên đến biên đạo nhảy nổi tiếng này. Họ cũng lên án một số bộ phận người hâm mộ quá khích vì thể hiện sự thiếu tôn trọng với những người làm việc chung với các cô gái. Ngoài dựng vũ đạo cho Blackpink, Kiel Tutin còn từng làm việc với nhiều ngôi sao K-pop nổi tiếng đình đám như Big Bang, 21, Twice, ITZY, v.v. Nhà cố nghệ sĩ Guhara bị trộm đột nhập, lấy tài sản và tài liệu mật. Vào ngày hôm nay, 12 tháng 10, trang tin Dispatch đã đăng tải tin tức độc quyền tiết lộ nhà của nữ idol quá cố Guhara bị đột nhập sau 49 ngày cô qua đời. Kẻ trộm đã lấy đi một két sắt chứa đồ vật có giá trị. Dựa trên đoạn CCTV, gia đình Guhara nghi ngờ kẻ trộm là người thân quen và biết rõ nữ idol. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, gia đình đã tổ chức lễ cúng 40 ngày cho Guhara tại nhà riêng của cô. Hai ngày sau đó, 13 tháng 1, anh trai nữ idol đã thu dọn đồ đạc trở về nhà của mình. Đến 0 giờ 15 phút đêm ngày 14 tháng 1, một người đàn ông không rõ danh tính đột nhập vào nhà Guhara, lấy đi một chiếc két sắt và bỏ trốn. Theo kết luận từ chuyên gia Gu Jemo của Viện Nghiên cứu Pháp y và Hình ảnh Kỹ thuật số, tên trộm này không phải dân chuyên nghiệp bởi hành động rất vụng về. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho thấy rằng kẻ trộm là người quen của Guhara và hiểu rất rõ về cấu trúc nhà riêng của cô. Ban đầu, kẻ trộm trèo qua bức tường bên ngoài nhà của Guhara. Khi mà phát hiện thấy có camera,
tên này dùng lá cây che lại. Sau đó hắn cố đi vào nhà bằng cửa chính nhưng không được và tạm rời đi. Đến 0 giờ 30, CCTV khác ghi lại cảnh một người đàn ông khác băng qua sân trước nhà Guhara. Hắn cố bấm mật mã mở cửa nhưng không được. Sau đó kẻ này úp mặt vào cửa sổ lớn, cố quan sát bên trong. Xác nhận không có ai ở trong, hắn trèo vào nhà qua ban công tầng 2, đi thẳng từ ban công vào phòng thay đồ, biết chính xác nơi đặt két sắt. Hắn chỉ lấy chiếc két sắt và bỏ đi nhiều đồ vật giá trị khác. Được biết, chiếc két sắt mà tên trộm này lấy đi chứa nhiều tài liệu quan trọng và điện thoại di động cũ của Guhara. Một người đàn em từng sống với Guhara chia sẻ, cô và Gu Ho In, anh trai của Guhara, phát hiện ra chiếc két sắt biến mất từ tháng 4. Cô cho biết sau khi Guhara qua đời, chỉ có cô và anh trai của nữ idol biết mật mã được thay đổi. Trong đoạn CCTV, kẻ trộm này đã nhập mật mã cũ. Anh trai Guhara cũng khẳng định kẻ này biết rõ về cấu trúc của ngôi nhà, không ai có thể đến đó lần đầu mà rành rẽ như thế được. Hắn biết chúng tôi không khóa cửa ban công, Guhara cũng không khóa cửa thông giữa phòng ngủ và phòng thay đồ vì con bé hay qua lại hai bên. Chúng tôi đã tắt hệ thống an ninh của cánh cửa đó và tên trộm biết rõ mọi thói quen. Có hai đoạn CCTV về kẻ đột nhập, tuy nhiên sau khi xem xét kỹ, chuyên gia đi đến kết luận rằng kẻ trộm này là một người. Trong hai đoạn CCTV, kẻ trộm mặc áo khoác, đi cùng một đôi giày, có vóc dáng và hành động cử chỉ giống hệt nhau. Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, anh trai cô và người đàn em đã báo cáo cảnh sát nhưng không có kết quả. Các đoạn CCTV khác cũng có thể dùng để tìm tên trộm đã bị xóa. Hộp đen của CCTV khác trong khu vực cũng đã được ghi đè lên dữ liệu mới, không liên quan đến vụ án. Dựa vào kết quả quan sát, chuyên gia Dispatch đã phác họa chân dung kẻ trộm và hy vọng độc giả có thể giúp đỡ tìm manh mối về tên này. Cụ thể, kẻ trộm cao khoảng 1m70 đến 1m80, đeo kính gọng kim loại mỏng. Tên này mặc chiếc áo khoác màu đỏ có thiết kế độc đáo. Tên này là người quen của Guhara và có thể có thêm 3 đến 4 đồng phạm khác đi cùng. Người đàn em của Guhara tin rằng có thêm một kẻ trông chừng ở cổng và một kẻ khác chờ trong chiếc xe SUV đỗ sẵn ngoài đường. Suga của BTS bị đau nhưng vẫn biểu diễn hết mình khiến fan xúc động. BTS đã hoàn thành hai buổi concert online Map of the Show 1 vào cuối tuần qua. 7 chàng trai đã biểu diễn vô cùng nhiệt huyết, góp phần làm những sân khấu tràn ngập kỹ xảo của họ thêm mãn nhãn. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là Suga bị chấn thương ở vai. Ngay khi concert bắt đầu với ca khúc On, khán giả nhận thấy rằng vai trái của Suga có vấn đề. Anh giữ chặt mép áo để cố định phần vai và chỉ thực hiện vũ đạo bằng một tay. Dù vậy, nam rapper không để lộ sự khó chịu mà vẫn biểu diễn hết mình. Suga không giấu fan về tình trạng của mình. Trong phần chào hỏi, anh tiết lộ luôn rằng vai của mình bị đau nhưng không quên trấn an mọi người là anh vẫn ổn. Nam idol cho biết, xin chào, tôi là Suga, vì bị thương ở vai nên tôi không thể biểu diễn tốt, nhưng giờ tôi ổn rồi, các bạn không cần phải lo lắng đâu. Dù vậy, phần vai bị thương của Suga không hoàn toàn ổn như anh chàng nói. Khi cả nhóm nắm tay nhau cúi chào tạm biệt fan, có lẽ vì đau nên nam rapper không thể giơ thẳng tay như các thành viên khác. Ami cũng để ý rằng Jin đã cố tình không kéo tay Suga lên cao để tránh làm vết thương phát tác. Sau khi concert kết thúc, từ khóa liên quan đến Suga trong tiếng Hàn được trending trên Twitter, qua đó các fan vô cùng lo lắng cho chấn thương của anh. Dường như biết nỗi lòng của Ami, Suga đăng tải hai bức ảnh tự sướng như thể muốn tỏ ra rằng mình không sao. Tuy nhiên, nam idol để lộ phần vai quấn băng trong những bức ảnh này. Hình ảnh nẹp vai do fan tìm được giống với phần băng của Suga. Nhiều người cho rằng anh chàng đang phải dùng nẹp để cố định vị trí đau. Dù lo lắng nhưng fan cũng rất xúc động khi mà Suga hiểu rõ tâm trạng của họ. Anh biết kiểu gì người hâm mộ cũng đau lòng khi biết mình bị chấn thương. Do vậy anh đã đăng tải bức ảnh tươi cười để trấn an fan. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi điểm tin Kbiz vào cuối ngày trên Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức và các sao Hàn. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin mới nhất nào của các sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ nhé.